gì vậy? Không có đâu, tính ra là em không có quê đâu. Tại vì thấy nó xong rồi cười cứ ấy đi, xong rồi cái nó dừng lại cho ông cười cái quê đó chờ. Bán đã giờ rồi, một mình mày hát là đủ chết rồi. Chờ đợi nha, một mình đi thôi. Anh hát nhẹ nhạc mà chị, nhẹ nhạc mà. Cái gì thì đó, cái gì, anh tiếng sợi âm nhạc mà chị. Mưa gì đây, mưa gì đây, gì người đang mưa. Thôi này không thấy đứa ta. Tăng quyết đáng gì ta mang thương mong số bao tôi tình. Ta sẽ đến hôm nay, đôi ngày sắp sẽ luôn tự vui.
mày hát là đủ chết rồi. Trời ơi nha, mà còn đi thôi. Âm thanh là nhạc mà chị, mày nhạc mà. Cái gì thì đó. Cái gì, đang tiếng sĩ âm nhạc mà chị. À, tiếng sĩ âm nhạc đó hả? Ừ. Sao không có ghét à, con tiếng sĩ âm nhạc. Chứ tao với con nghệ sĩ nhân dân. Con nghệ sĩ nhân dân, tiếng sĩ âm nhạc rồi không nha. Đủ lắm rồi. Bố chị đây. Bố chị đây. Bố chị đây, bố chị đây, mai chị đây. Lại được đầu đi anh ơi. Số gì đây, mấy gì đây, kiếm vui hay kiếm quên, sao thế hương là người đầu tiên gian. Sao yêu ai kiếm quên, thật đã sâu sẽ có tài. Ta sẽ biết hơn tay, đôi ngày sắp sẽ lương tương vô. Thưa thư lấy chiều quên, người yêu ơi, nơi cách kia thật ta. 53 quý vị lên đây thì quý vị ủng hộ cho anh hiện tại là cái đầu tay cuối tay còn lại quý vị ha. Nhà em mới đi nè. Em chúc mừng anh nè. Dạ ông ngồi dưới rồi. Hả? Dạ dòng đội 338. Dạ 338 có ký hiệu. Dạ con số 2. Số 2 có 1. Tuổi của chị 15 nè. Trời ơi 15 có 2. 34. Tuổi chị nào có 3. 43. 43 học liền. Anh ơi anh nhận tặng phẩm mấy em giùm em nha. Dạ. Ra kính thưa toàn thể quý vị thì dòng lời này đó quý vị ơi, ngay trở lại dòng lời 10.000 đồng. Quý vị thương tình đang gia tâm dự dũng đồng bệnh trình chúng em ngay từ bây giờ cách mới vô luôn nè mấy bạn ơi. Đó, nè cách mới vô luôn nè. Anh trai ơi, anh biết sử dụng chưa ạ? Dạ, anh chỉ ngồi về bàn thì sẽ có mấy bạn kia hỗ trợ anh ha. Rồi mấy bạn ơi, đó anh trai mình mới kinh lần đầu nè. Đó mấy bạn lại hỗ trợ giùm mạng cái phiếu mua hàng luôn á. Rồi đưa chảnh đi mua, tặng chảnh hai vé giùm chị luôn đi. Rồi thu hồi lại 20.000 đó chứ không thu hồi tối nay bù gắn chịu. Rồi biết cái thương tình năm cho năm dừng luôn. Sao thì chị nói ta chứ em thấy đêm nào thì cũng bù nhiều nhất đó. Ha. Chó đâu. Ở tính ra là chị dạ trai đó do á. Đâu có đâu, ai nói gì kỳ vậy. Mỗi đêm mà vô tổng kết đánh lương á là mắc cầu bị trường chăm giữ 200 không đúng gì. Vậy mày hôm qua 180 lần. Ồ vậy. Đó là quý vị tin tình tham gia đăng dự một đồng bệnh cho chúng em chị 180 tướng trăm rưỡi. Dạ
dễ thương. Ừ, dễ thương, nhiệt tình, chăm ba. Ừ. Rồi đó quý vị, chương trình 55 giờ dòng đời này giùm em ha. Đó 10.000 đồng quay trở lại, có anh chị mình nhận về bên trên chúng em một cái mùa hàng trị giá 300.000 đồng quý vị. Đó 10.000 đồng quý vị cũng không mua được một gói chép, cũng không mua được một tô phở. Nhưng quý vị có thể mua được một cơ may, một cơ may đó có thể nhận lên tới 30 lần quý vị. Đó thì gần ngày gì chần chờ chi không đầu tư, những tờ là vé đầu tay cuối tăng động lại quý vị. Đó thì hôm nay đập đầu em một cái thì ngày mai chúng. Đó cái gì bà nội này. Dạ hôm nay không trúng đi, ngày mai mình trúng, mà dòng này không trúng đi, dòng sau mình trúng quý vị nha. Đó tương tình tham gia tham dự luôn quý vị ơi. Dạ rồi quý chị mình nha, và tiếp tục trở lại mới quý chị mình đang còn ở bên mày tiến hành từ bên trong hay gì, chúng ta trên ghế chúng em phụ dụ tất cả quý chị mình hoàn toàn miễn phí anh chị đó. Dạ. mình chạy vô trong đây anh chị, mình đi xe máy thì mình vô hết số 1 chị em, và mình lên hết ga mình chạy số 1 nha, mình lên hết ga mình sẽ lên lề được, và mình chạy tay ga mình bóp hai cái thắng lợi mình lên hết. Năm như cây nách kia kìa, giơ tay mua vé kìa mấy má ơi. Ông nội con. Rồi dép cho con nè. Rồi lên đây. Em nói chị ơi, xe đụng rồi kìa. Ở đây. Trời ơi, cái bà nội quăng người ta đưa ra đây luôn. Dễ rồi má ơi, đi dép kìa. Chị dép con gái chưa? Ủa chị gái chưa nha. Ồ sao có lập đầu luôn. Trời ơi trời, sao mà phá hoại của công vậy trời. Thiệt sự đi. Rồi, và tiếp tục giờ này đang chờ bài đang phục vụ tất cả quý chị mình không đẹp, quý chị mình chờ đợi lâu, ai đây các bé, quý chị mình chuẩn bị dò số nha. Hoài vậy. Con số 8 thì con 20 mới là con số gì đây, mai gì
Mày đi đây, 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 mày đi đây
tất cả quý vị khán giả con xứng thì điện Giga là con 11 để quý vị chủ nhà được giải thoát cho quý vị mình con đó 6 tờ vé nha. Và tiếp tục trả lời mới đang chào mời giờ lại đặc biệt 20.000 đồng nhận qua cho bữa trưa bộ đồ chứng nghi một phiếu mua hàng trị giá dùng lợi này. Một phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng. Em chúc mừng cho chị. Đó là may mắn nhận được ký hiệu tờ là vé 374.